nay đi thực tiễn về quê làm ruộng, thử nghiệm với cái bừa bừa sâm hai lá hai mười hai lưỡi sâm, một cái máy con máy Mitsubishi G700 kéo hai cái bừa sâm. Đi khỏe ra nha, đi nhẹ nhàng nha. Nếu nước đang bị ép nước nhiều quá. Này mình bừa một bằng là thành hai bằng. Kìa, đây đầu bóng đây kìa. Đây rất là khỏe bà con. Đây, ngoài này còn rất nhiều máy.